Một cái lệnh trade BTC thực tế, mình áp dụng cái kiến thức order block, viết tắt là OP, là cái vùng giá mà cá mập nhà tạo lập thị trường tích lũy vị thế trước khi có hành động đẩy giá theo họ hướng họ mong muốn ha. Và không làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta đi vào thẳng vấn đề luôn. Bình an, mọi điều may mắn cũng như sức khỏe dồi dào sẽ đến với tất cả mọi người đang xem video ha, và tin rằng ai cũng sẽ được như vậy. Và sau khi xem xong video này, mọi người hãy click vào cái link ở dưới phần mô tả, mình có để một cái video của anh kênh Medio á, là nói về cái OB này rất là kỹ rồi, anh nói rất là hay ha. Mọi người hãy xem cái video đó để biết cái OB là như thế nào, nó rất là dễ ha. Và mọi người xem xong mọi người có kiến thức rồi, mọi người áp dụng cái OB này, mọi người kiếm tiền thôi, nó không khó đâu. Ok, rồi một cái lệnh như thế này, mọi người hãy nhìn, đây là cái khung giờ 15 phút của bản đồ Bitcoin. Đây là đang một xu hướng đi xuống đúng chưa nào, một xu hướng đi xuống. Trước đó là một xu hướng tăng, và đây là cái key level quan trọng của nó. Và giá đi tới key level quan trọng và phản ứng một vài cây nến xanh đi lên đúng chưa nào, và nó đã đâm thủng qua cái key level quan trọng. Mình sẽ qua đến một giờ mình xem lại. Mình sẽ xóa cái này đi ha, xóa cái này đi. Đây, đến một giờ giá nó cũng đã phá qua cái key level quan trọng, và cái key level quan trọng của một giờ với 15 phút nó giống nhau, cho nên nó hợp lưu rất là dễ chay ha. 4 giờ một mô hình nến đảo chiều với cái nến búa và nến đứng im như thế này, và một cây nến xác nhận đỏ như thế này, thì xu hướng khả năng phần trăm cao nó đảo chiều rất là cao. Rồi coi luôn khung giờ ngày luôn. Khung giờ ngày là cái gì? Khung giờ ngày giá nó đã phá qua cái đáy, đáy gần đó, cái giá mà gọi là mọi người đã xôn xao trước đó, và nó phá luôn rồi, nó phá luôn cái đáy này rồi, và nó phá qua và nó đã quay về. Vậy nó quay về như thế này, nó đã retest cái đáy hoặc cái đỉnh cũ chưa, thì mình sẽ kiểm tra ở khung giờ nhỏ hơn, khung giờ 1 giờ thì nó đã retest về cái đáy cũ rồi. Đây là cái dự đoán thôi nha, là cái phương pháp phân tích đó, nói chung là nó là phương pháp là lý thuyết suông thôi, không thể nào mà cứ phân tích là phải đúng chắc chắn nha mọi người ha. Rồi thì tới đây đúng chưa nào, giá nó đã chạm cái đỉnh cũ, vậy thì nó sẽ phản ứng, nó phản ứng về đâu đó, thì hôm nay mình sẽ nói cái khối OB đó. Mọi người xem xong video này thì mọi người xem cái video hướng dẫn OB nha, thì sẽ hiểu thôi, là cái gì, cái vùng giá nến khác màu gần nhất ha. Đây, vùng giá nến khác màu gần nhất đó, mà bên á, yếu thế á, nó bật lại và qua khung giờ 5 phút đó, đây là nguyên cái vùng này là giá nó đảo chiều đi lên được đó ha, nó đảo chiều đi lên được chỗ này. Đây, tại sao mình vẽ như thế này thì mọi người hãy xem cái video của anh Medio ha. Ok, mình thấy video rất là hay luôn. Video anh ấy rất là hay và mình học hỏi từ anh ấy rất là nhiều ha. Rồi ok, rồi ở đây mình đã có cái vùng OB, vậy thì mình dự đoán cái vùng OB này chưa sử dụng này, nó chưa sử dụng thì giá nó sẽ bật về đây ha, xong rồi nó mới đi xuống tiếp. Mà mình đo Fibonacci cũng như những video trước mình nói á, Fibonacci nó rất đúng trong hành động giá nha, nó đúng rất là nhiều đó. Cái vùng OB này nó cũng trùng với, nó trùng với cái gì, cái vùng Fibonacci 0.5 đến 0.618 luôn ha, nó trùng với cái vùng đó luôn. Vậy thì á, không ngần ngại gì, không ngần ngại gì là mình đợi giá nó retest về đây mình mua, nhưng mình bán vào một cái lệnh bán, cho dù giá nó lỗ, cho dù lệnh nó lỗ mình cũng không tiếc, tại vì mình phân tích đúng hết rồi mà ha. Giá nó về đây mình sẽ vào một cái lệnh bán này, đó lỗ chưa tới 2%,
Ok, vậy thì mình để cho nó chạy ha. Giá nó tới vùng đây nó phải phản ứng cho mọi người. Mọi người mới hay có cái chuyện mà vô lệnh ngay đây này, xong rồi để stop loss ở đâu, xa lắc xa lơ trên đây, hoặc là để trên đây luôn rồi lỗ 8% tài khoản thôi rồi luôn ha. Hãy coi đi coi lại những video mình làm để biết cái cách vào lệnh. Rồi mình sẽ làm một cái video vào lệnh chi tiết để cho anh em dễ nắm hơn nữa. Những cái video mình làm nó đều chỉ cách vào lệnh cho mọi người hết đấy. Ở đây giá nó đã chạm tới cái vùng OB rồi, mọi người thấy không? Chạm tới cái vùng OB rồi. Cái thời điểm này mình có thể mình vào lệnh được rồi này ha. Nhưng mà một cái nến xanh đi lên thì mình cứ để cho nó coi thì nó nói cái gì cái đã. Đó, rồi mình hãy vào đây ngay chỗ này. Ngay chỗ này thì giá nó lên một lần thứ nhất nó lại đi xuống, lên lần thứ hai nó lại đi xuống, đúng không? Và nó có phản ứng xanh, một cái nến xanh đi lên đúng không, cho tiếp tục nó chạy tiếp tục. Tiếp tục ngay chỗ này giá nó đi xuống này. Vậy thì mình xem xét ha, nó đã đúng như dự cái phân tích của mình là về vùng OB rồi. Ok, qua đến 1 giờ mình xem lại cho chắc. Đến 1 giờ nó là những cái cây nến đôi di chân dài, nến đứng im. Những cây nến này là tín hiệu đảo chiều ha, một cây nến búa là những cái nến đảo chiều, những cái tín hiệu đảo chiều á, những cái mô hình nến đảo chiều anh em hãy coi bên trang blockchain Dream ha. Ha. Của anh Vũ á. Anh chỉ rất là hay chứ chi tiết rồi. Mọi người hãy xem bên đó. Những cái nào mà những anh đàn anh đã làm rồi thì mình không có làm lại nữa. Rồi ở đây thì nến 4 giờ nó chả nói được cái gì hết. Đó, nó chả nói được gì hết. Thì ngay chỗ này mình đợi tiếp, mình đợi tiếp. Đó. Ngay chỗ đây thì mình cũng chưa vội vàng mình vào. Ha. Mình đợi tiếp. Giá nó cứ đau đau trên đây thôi anh em, mọi người thấy không? Giá nó cứ đau 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 trên đây thôi. Đó. Nó cứ lao đao ở trên đây thì mình chưa có vào làm gì. Mình đợi một tí xíu nó đi, nó sẽ chắc ăn. Đó, giá nó leo lên. Rồi đến chỗ đây nó có hai cây nến nó đi xuống rất là mạnh đúng không? Mình sẽ qua đến 1 giờ mình xem tiếp. Đây cũng chưa nói được cái gì. Có những cái nến đứng im rồi nến tín hiệu đảo chiều thôi. Nhưng mà nến 4 giờ nó đã có cái sự thay đổi, là nó đã có một cái cây nến. Đó, và đóng giá nó đóng dưới cái râu nến luôn của cái đáy cũ luôn là vùng này ha. Cho nên đến giờ á, là nó đã được 10% chiến thắng, là cái vùng gọi là nó sẽ đảo chiều ha, khả năng đảo chiều rất cao rồi. 1 giờ nó là những cái nến là báo hiệu là khả năng giá đảo chiều, và búa này, doji chân dài này, đứng im này, nó thì những cái này nó cũng báo hiệu đảo chiều 20% chiến thắng nữa. Tiếp tục giá nó về cái vùng OB như mình dự tính ha. Đó là thêm 10% chiến thắng, đó là 30. Rồi về cái vùng Fibonacci luôn. Rồi về vùng 0.5 rồi thêm 10% nữa là bao nhiêu? Là 40, 40 cộng với 50% ha. Cuộc chơi là 50-50 đúng không? Còn 40% nó được 90% chiến thắng rồi. Vậy thì lệnh này cho dù mình vào mình lỗ đi nữa mình cũng vui ha. Thì mình sẽ vào một cái lệnh ở đây. Đó. Nếu mà an toàn á, mọi người hãy để cái điểm cắt lỗ ở trên cái vùng OB này một tí này, thì mọi người chấp nhận lỗ là 2.4% tài khoản ha. Còn nếu mà không có chấp nhận lỗ cao như vậy thì để trên cái phần râu nến này thôi. Thực tế thì mình á là mình để cắt lỗ ở đây này, trên cái phần râu nến này thôi. Rồi này, ở đây nè, nó khoảng 1.6 thôi, 1.6% thôi. Đó. Và mình á, mình chốt lời á, thường thường giá nó bắt đầu tăng ở đâu thì nó giảm về đó là đa số 90%. Đó, nhưng mà mình á, mình chỉ lấy về đây thôi nè, đến 1 giờ đi. Đó, mình chỉ lấy về cái đáy gần gần đó nhất thôi ha. Và mình khuyên anh em mới nên làm như vậy thôi, nên lời như vậy thôi. Và nhớ nè,
cái điểm chốt lời của mình lúc nào cũng nằm trên cái hở ra một tí so với cái vùng mình đáy đó hết. Đừng bao giờ mà để sát như vậy, khó lắm ha, dễ có nghĩa là anh em sẽ làm mất cơ hội của mình mà không biết đó. Anh em để hở ra một tí ha. Đó, tỷ lệ ở đây là lời thì lời 1, lỗ thì lỗ 3.05, có nghĩa là lời là 495% 4.95% vốn ha, lời á, còn lỗ là lỗ 1.62. ok, thì ngay dưới đây mình sẽ đặt một cái cảnh báo ngay đây đó, và khi giá nó chạm ở đây mình sẽ kéo cái điểm cắt lỗ và về điểm vào lệnh, coi như cái lệnh này là một là hòe vốn, hai là lời thôi, không có còn suy nghĩ gì nữa ha. Và một cái cảnh báo ngay đây thì nó báo thì coi như là biết là cắt lỗ, là mình lỗ cái lệnh này đó đó. Ok, còn cảnh báo này khỏi cũng được. Khi nào có cảnh báo này thì mình dời cảnh báo về đây cũng được. Ok, và mình cho nến chạy ha. Thì ngay khi đó giá nó đã chạm vào vùng chốt lời của mình liền, đúng không? Rất là nhanh. Cái lệnh này mình đánh giá một cái lệnh mà gọi là chốt lời nhanh, cũng như trong top những cái lệnh mình vào luôn á, rất là nhanh luôn, khỏe. Nhưng mà hiện thực thì có nghĩa là đa số thì lệnh nó không nhanh như vậy đâu nha mọi người. Lệnh nó rất là lâu, nó xoay quay xong nó mới về, rất là lâu ha. Ok, nội dung video hôm nay mình chỉ nói bấy nhiêu thôi. Còn anh em nào á mà chưa hiểu sâu, hãy xem kỹ lại cái video này một lần nữa, sau đó rồi xem cái video, cái link video mà về OB mình có để dưới phần mô tả đó, cũng như cái đăng ký cái Binance để mà trade á, cũng để cái link dưới luôn á, thì anh em kích vào coi ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại, chúc anh em thành công trên cái nghề này ha.